Sao Bảo Nhật xin chào cả nhà. Em lên sóng giới thiệu các bác một chiếc máy lọc không khí bù ẩm khử mùi sáp, một cái con máy phím cảm ứng Ion 25.000. Ở cái thời điểm trước thì con này có cái giá rất là đắt đỏ các anh nhé. Thời điểm em bán là 4.6 triệu, 4.6 triệu cho một con máy lọc khí sáp này. Còn bây giờ thì giá 2.1 triệu các bác nhé, rẻ đi hơn một nửa. 2.1 triệu cho một con máy lọc khí sáp Ion 25.000, Ion 25.000 phím cảm ứng, phím cảm ứng các bạn. Một con máy phải nói là rất là đẹp, KIBX50. Con này thì công suất của nó là 67W, mình dùng cho phòng khoảng 45-50m² đổ lại được. Sản xuất 2013. Phải nói là bây giờ lọc khí siêu rẻ. 2.1 triệu con máy này thì đúng là thật sự là quá rẻ luôn. Báo phần trăm độ ẩm các bác nhé. Cái này như này, để có thể chuyển báo độ C được này. Hôm nay báo 22 độ C này, báo cảm biến bụi này. Đây, bên đây là bình nước bù ẩm. Con này màng tàu ẩm em thay mới tinh rồi nhé, rất là đẹp rồi này. Nói chung là với cái giá 2.1 triệu bây giờ thì đúng là con này nó rẻ vô địch mà quá hiện đại luôn. Con này cái màng HEPA zin thoải mái vẫn còn đẹp, vẫn đẹp nguyên này, siêu rẻ các bạn. 2.1 triệu cho một con máy lọc khí bù ẩm sáp phím cảm ứng, ngày xưa 4.6 triệu, bây giờ 2.1 triệu. Đã đấu biến áp điện 220V rồi, về các bác chỉ cắm điện là dùng thôi. Đấy, các bác nào có nhu cầu lấy chiếc này các bác liên hệ nhé. Cảm ơn các bác.